Úc Nguyễn chào mọi người, tiếp tục clip số 2 trong ngày, ngày 9 tháng 9. Clip này là những cây hàng khai thác đa dạng nhiều loại cây, bao gồm choi moi, bạch chỉ, hồng vân, hải châu và trà phúc kiến. Đầu tiên là cây hồng vân mã S1. Hồng vân là dòng cây có quả khi chín có màu đỏ tươi, quả ăn có vị chua ngọt, ăn rất là ngon. Dòng hồng vân thì kích thước lá bé. Hồng vân thì có nhiều loại hồng vân Bắc, hồng vân Trung và dòng hồng vân Nam. Dòng hồng vân miền Trung thì kích thước lá rất là bé, quả khi chín có màu đỏ tươi và ăn có vị chua ngọt. Hồng vân hay gọi là cây bồ vân. Cây này có hoành thân tầm 17 cây. Bay đổ, cây có thể làm một cây dáng đổ. Cây S1 giá 380 bao ship, chiều ngang tầm 40, quanh thân 17. Chỉ cần mọc đúng điểm, mọi người có thể vào dây. Tại cành vừa tầm để mọi người vào dây. Giá 380 bao ship. Những cây khai thác dáng đổ thì rất là khó tìm. Cây S1 giá 380 bao ship. Tiếp theo là cây choi moi mã S2. Cây S2, cây cốt rất là to, hoành 38, chiều cao 50. Cây rễ đế bay, rễ đế 24 giờ, hoành thân 38, chiều cao 50, giá 750 bao ship. Dòng này là dòng choi moi sẽ lá dài, quả chùm, quả rất là nhiều. Và đặc biệt cây này mọi người nuôi thuần chậu thì ra quả rất là sai. Mọi người tham khảo phía góc màn hình. Và khi chín cái màu hồng và tím. Dòng này khi nuôi thuần thì quả trong chậu sẽ rất là sai. Kỳ cốt dáng rất là đẹp, rễ đế 24 giờ, hoành thân 38, chiều cao 50. Cây choi moi mã S2 giá 750 bao ship. Tiếp tục là lô S3, lô bao gồm 2 cây trà phúc kiến. Giá cả lô 2 cây là 380 bao ship. Cây này thì cao 45 và cây này cao 30. Trà phúc kiến thì hoa quả quanh năm, cây đang cho quả, quả khi chín có màu vàng cam. Hoành thân cây này thì tầm 15, cây này hoành thân tầm 10. Cây này dáng cũng đơn giản nhưng làm cây ra thì rất là hay. Giá cả lô 2 cây là 380 bao ship. Lô 2 cây trà phúc kiến mã S3, giá hợp lý để mọi người sưu tầm. Hai cây đã nuôi sống khỏe, bộ rễ thì đã ổn định thì mọi người nuôi tay cành thì sẽ rất là nhanh. Cây này tay cành cũng nuôi tương đối to. Giá 380 bao ship lô 2 cây trà phúc kiến mã S3. Tiếp tục là cây hải châu mã S4. Cây cốt dáng rất là đẹp, tay cành thì mọc đúng điểm, tay cành có thể vào dây. Cây này có chiều cao là 30, hoành thân lớn là 13, thân bé là 10. Cây có dòng lá nhỏ rất là đẹp. Cây S4 giá 700 mình bao ship. Cây cốt rất là tương lai, tay cành thì mọc đúng điểm. Cây này mọi người về lọc chi vào dây thì ra cây rất là đẹp. Cây hải châu mã S4 giá 700 bao ship. Cây cốt rất là tương lai, chiều cao là 30.
Y Hồng Quân mã S5, cây cốt to lùng lực, cây có hoành thân là 34, chiều cao là 30, cây cốt rất là to, tay cành nuôi to. Cây này mình giao lưu mọi người là 500 bao ship một cây Hồng Quân cốt to lùng lực. Dòng Hồng Quân thì quả khi chín ăn chua ngọt, quả cả màu đỏ tươi. Cây S5 giá 500 hình bao ship. Cốt rất là to. Tiếp theo là cây bạch chỉ mã S6. Cây có bồ đế rất là to, đế ngang là 23. Cây có chiều cao tương đối là 30. Bể cốt rất là to. Cây S6 giá 350 bao ship. Bạch chỉ hay gọi là cây vú dẻ bò. Cây khi chín có màu đỏ cam, quả ăn ngọt và thơm ngon. Cây giống như một ngọn núi. Tay cành thì vừa tầm để mọi người vào dây. Cây bạch chỉ mã S6 giá 350 bao ship. Lô S7 bao gồm một cây Hồng Quân và một cây bạch chỉ. Cây Hồng Quân có cốt rất là hay. Hai cây đều có chiều cao tầm 20. Giá cả lô hai cây là 450 bao ship. Lô S7. Cây bạch chỉ lùng lực. Hai cây này mọi người vào chậu mini chơi rất là hay. Cây này là cây Hồng Quân và cây bạch chỉ. Lô S7 giá 450 bao ship. Lô hai cây, hai dòng cây đều cho quả ăn thơm ngon. Cây trà Phúc Kiến mã S8, cây dáng mẫu tử, cây có hoành thân là 28, chiều cao là 40. Cây S8 giá 280 in bao ship. Cây dáng mẫu tử cái này mọi người đánh dây làm bonsai rất là hay. Tay cành thì mọc đúng điểm. Cây cốt cũng khá to. Cây S8 giá 280 bao ship. Và cây cuối cùng trong clip là cây chồi mồi mã S9. Cây chồi mồi xẻ lá dài. Cây chồi mồi lá nhỏ, xẻ lá dài. Cây có bộ đế 24 giờ, cục đế rất là đẹp. Cây đế nở bài. Cây này cao tương đối là 45. Cây S9 giá 850 bao ship. Cây chồi mồi xẻ lá dài. Cây có bộ đế rất là mạnh. Cây lực có nhìn cây rất là lực. Dòng này thì quả chùm, quả rất là nhiều. Mọi người nuôi thuần chậu thì cây cho quả rất là nhiều. Cây S9 là cây cuối cùng trong clip. Mọi người chốt thì liên hệ 0888 86060. Đây là số Zalo của mình.